Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đến với kênh của xe đạp giá xỉ. Mình nay giới thiệu mọi người mẫu Recon 2 29 mọi người nhé. Gian do công ty Vòng Xanh phân phối, phiên bản gian quốc tế. Thì mọi người cùng tham khảo cấu hình của chiếc này. Hiện tại là tất cả các dòng Recon do công ty Vòng Xanh phân phối đang giảm giá rất là nhiều với mọi người. Cái thời điểm này là cái thời điểm mà em thấy là mua xe gian là phù hợp nhất, bởi vì là đang khuyến mại, chương trình khuyến mại của công ty giảm giá rất là nhiều đây, được chiết khấu rất là cao. Nên mọi người có nhu cầu mua xe đạp thì mọi người cân nhắc cái dòng này nhé. Nếu mà mua xe đạp địa hình thì cân nhắc cái dòng của Giant này, Recon 2 29 cũng như là Recon 1, rồi Recon 2 27.5, Recon 2 26. Tất cả các dòng ATX hay là Recon là đều được giảm giá rất là tốt. Mọi người mua hàng thì mọi người cân nhắc cái lựa chọn này nhé. Đây thì em Minh quay chiếc này là chiếc size L. Size L là size lớn nhất. Recon 2 29, bánh 29 đã lớn rồi mà lại còn size L nữa, cực kỳ lớn luôn. Là dành cho mấy anh Tây đây, hoặc là mấy anh mà cao 1m8. Em bán chiếc này là cho một anh Tây cao cỡ cũng phải 1m8, khá cao, 8 hoặc là 8 hơn gì đấy. Bánh size bánh là bánh 29 inch, 29 là tương đương bánh 700. Xe thì khung nhôm DJ âm, sử dụng bộ truyền động Shimano, micro chip mọi người ạ, micro chip. Giá niêm yết của chiếc này thì là 10 triệu mấy đấy. Giá em Minh bán thì rẻ lắm, khuyến mại theo giá hãng thì có 8 triệu mấy thôi. Hãng là đang khuyến mại là chiếc này là 8 triệu rưỡi, 8 triệu rưỡi mọi người nhé. Recon đang khuyến mại là giá 8 triệu rưỡi thôi. Bây giờ chiếc này thì khuyến mại thì rất là sâu rồi, nên là em Minh đọc giá được công khai luôn. Do chính hãng Gian International bán công khai giá này là 8 triệu rưỡi, thì em Minh đọc giá được là 8 triệu rưỡi. Còn những cái chiếc khác thì bắt bán giá niêm yết thì em Minh không có đọc được. Còn chiếc này là niêm yết hẳn luôn là 8 triệu rưỡi thì em Minh đọc được. Xe thì địa hình, cái phuộc của nó là phuộc săn tua này, thắng đĩa trước sau này, thắng đĩa trước sau. Cái bánh của nó là bánh 29 x 2.1, 29 x 2.1. Phuộc của nó phuộc 29, thì bật khóa mở nhanh. Tay đè là tay đè microchip 7 lip, 3 đĩa mọi người ạ. Xe thì rất là cơ bản thôi. Giá 8 triệu rưỡi thì mà mua được xe gian là mức giá rất là tốt mọi người ạ. Có 3 màu nhé, màu xanh này, màu đen này và màu xám này. Em Minh đủ hết tất cả các màu và đủ hết tất cả các size. Cái gạt đĩa của nó là gạt đĩa không có tên tuổi gì cả, không có thương hiệu. Gạt đĩa này là do Gian đặt, còn không biết là hiệu gì. Giò dĩa là giò dĩa nhôm, giò dĩa thì chắc là Prowell rồi. Sên là sên ngon, sên KMC, sên KMC. Gạt cùi đè lip là micro chip, lip thì cũng là lip săn phân thôi, Trung Quốc chứ không phải là lip Shimano, nhưng mà nó còn có thương hiệu rõ ràng thì cũng là tốt rồi. Đấy, xe thì thắng đĩa trước sau. Yên là yên gian, yên gian, gian Recon 2 29, tức là bánh nó là bánh 29. Xe thì có chuông, rồi có phản quang trước sau đi kèm. Khung nhôm, mối hàn này, mối hàn vẩy cá thôi. DJ âm. Về cơ bản thì để mà mua được một chiếc gian mà giá 8 triệu rưỡi thì không có. Chỉ có là khi mà công ty người ta sell ấy, thì mới được cái mức giá này mọi người ạ. Thực ra là mức giá này em đánh giá là nó cũng là
khá là lỗ rồi đấy. Khá là lỗ rồi đấy. Chiếc chiếc này là 10.690.000 là giá niêm yết. Thì em mình cũng bán lanh quanh là mức giá là 8.800.000 thôi. Nhưng bây giờ công ty sale gọi là chiết khấu cho em được mấy trăm thì em lại chiết khấu lại cho mọi người. Chỉ còn có 8.500.000 thôi. Em mình miễn phí giao hàng trên toàn quốc luôn. Giá công ty bán quá thấp rồi, thế nên là em đọc giá được công khai luôn. 8.500.000 đang có chương trình. Tất cả các dòng gian Recon 1 2 Recon 1 27.5, Recon 2 27.5 hay Recon 2 29. Đủ tất cả các size và các màu nhá mọi người nhá, size S, M và L. Đấy. Giá bán thì rất là tốt đấy. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ em Minh. Số điện thoại 070-619-8999. Dòng địa hình size rất là lớn luôn. Recon 2 29 giá 8.500.000, em Minh miễn phí giao hàng trên toàn quốc. Thời điểm này mua xe gian là rất là tốt đấy, bởi vì là nhà phân phối thì có hai nhà phân phối là Việt Thắng và Vòng Xanh. Thì cái thời điểm này là hai công ty là đang tức là có sự cạnh tranh về giá, thì mọi người mua cái thời điểm này là khá là tốt đấy mọi người nhé. Rồi mọi người có nhu cầu thì liên hệ với em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người cho em xin một like và đăng ký để em có thêm nhiều động lực ra nhiều video hơn cho mọi người nhé. Em cảm ơn mọi người rất nhiều.